Sự phát triển không ngừng của Internet và các thiết bị công nghệ số đã mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức đa dạng, dễ dàng, nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi đối với tất cả mọi người. Từ đó từng bước trở thành nền tảng cho việc học tập suốt đời. Phản ánh nhân tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Học tiếng Việt nhưng lại có âm nhạc, học tập viết lại được xem video clip. Những giờ học như thế này được cô Lý thực hiện đều đặn trong thời gian qua, dần thay thế cho những tiết học truyền thống với giáo án viết tay, bảng đen phấn trắng. Bài giảng linh hoạt về hình thức thể hiện, đa dạng về tài liệu kiến thức, học sinh hứng thú, phấn khởi. Đây là kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin thì các bài học dễ hiểu, dễ nhớ hơn, học sinh hứng thú hơn trong hoạt động và đặc biệt là học sinh được thực hành, vận dụng ngay ở trong mỗi tiết học của mình. Để cái quá trình chuyển đổi số nó thực sự mang lại hiệu quả thì mỗi một giáo viên phải tự bản thân mình học tập, nâng cao cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng triệt để cái kho học liệu trên hành trang số. Trong khi đó, với những học sinh như Phạm Hà My, công nghệ số đã mở ra những hình thức học tập mới, không chỉ gói gọn trong phạm vi trường lớp, trong sách giáo khoa, dù là kiến thức, lý thuyết hay bài tập thực hành, tất cả đều có thể thực hiện thông qua các thiết bị công nghệ. Với bản thân em thì công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng trong việc học tập cũng như trong đời sống xã hội. Bọn em sẽ tiếp thu được bài giảng nhanh hơn qua những hình ảnh chân thực và đầy sinh động. Học trên mạng thì sẽ có nhiều kiến thức mới lạ hơn. Với công nghệ số, mọi người đều bình đẳng trong tiếp cận kiến thức, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác hay vùng miền. Tại làng nghề sản xuất Mộc Thụy Lân, máy móc đã thay thế con người, chiếm đến 70% quá trình sản xuất. Những người thợ vốn chỉ quen với cái cưa, cây đục, nay lại có thêm kỹ năng quay phim, chụp ảnh để quảng bá sản phẩm trên mạng Internet. Nhanh chóng học hỏi, bắt kịp xu thế của thị trường, đưa ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu. Trong làng nghề chúng tôi là phải thay đổi cái tư duy từ kể cả mẫu mã học hỏi trên mạng xã hội rồi đưa ra về áp dụng vào máy móc, xong lại cải biên máy móc để làm ra những cái chất lượng để bám kịp thời đại. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại. Chuyển đổi số trong học tập sẽ giúp cho người học chủ động hơn trong việc học tập của mình về không gian, về thời gian, về địa điểm và chủ động hơn trong việc tìm tòi và tiếp cận với cái nguồn học liệu. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại số thì việc học tập của mọi người dân ngày càng trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, từ đó từng bước trở thành nền tảng thúc đẩy việc học tập suốt đời.